khi tôi lần đầu làm cảnh sát biên giới. Mời anh đầu tiên. Chào đồng chí. Đồng chí đi đâu đấy? Đấy mày ép tao. Xuống xe. Xuống xe. Vui lòng anh bước xuống xe. Anh cẩn thận tôi đấy. À, để tôi. Bắt phun ra tay. Alas meno. What the hell? Rồi ơi, thôi nhá. Là em kiểm tra nút bên này cái chết. Ôi xong rồi. Ở đây nữa, thôi. Xong anh rồi. Làm ơn quay ra sau. Vớ va vẩn, bị phạt tù từ từ 10 năm đến suốt đời anh nhé.